Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông Tấn. Bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc tại tỉnh Bắc Giang. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về việc ban hành biểu mức thuế suất tài nguyên và đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống kho bạc nhà nước giai đoạn 2019-2013. Cháy lớn tại công ty Bonchen Việt Nam, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại miền Nam nước Đức khiến 8 người thương vong. Các vụ đánh bom xảy ra liên tiếp trong ngày 20 tháng 8 tại khu vực miền Nam Iraq đã làm một người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm làm việc tại tỉnh Bắc Giang, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng. Trọng tâm là sơ kết một năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Sáng 21 tháng 8, đến thăm làm việc tại xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2015, tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của xã Cảnh Thụy đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13% một năm, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp thủy sản còn 30%. Kết thúc năm 2012, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,5 triệu đồng một người một năm, tăng 8 triệu đồng một người một năm so với đầu nhiệm kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội tại xã Cảnh Thụy, đặc biệt Đảng ủy xã đã xây dựng triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng gắn với xây dựng nông thôn mới, mạnh dạn đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Bên cạnh những thành công kết quả đạt được, những phương thức mới, cách làm mới, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ trong thực tiễn xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, thăm hỏi cặn kẽ về tình hình đời sống của bà con trong xã, về điều kiện ăn ở, đi lại, học hành, chữa bệnh, thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ xã Cảnh Thụy đã triển khai thực hiện nghiêm túc bài bản nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng Đảng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc thực hiện nghị quyết trước hết là việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải tạo được chuyển biến trên thực tế, củng cố tăng cường niềm tin trong Đảng, trong dân. Tiếp tục phiên họp thứ 20 vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 928 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên và tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống kho bạc nhà nước giai đoạn 2009-2013 và đề xuất phương án cơ chế quản lý và biên chế của kho bạc nhà nước từ năm 2014. Theo tờ trình của Chính phủ, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 928, về cơ bản các quy định về mức thuế xuất thuế tài nguyên đã đạt được mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy hoạt động khai thác tài nguyên theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, là công cụ quan trọng để cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, giám sát quá trình hoạt động khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Chính phủ đề nghị điều chỉnh mức thuế xuất các loại tài nguyên gồm sắt tăng từ 10 lên 13%, titan tăng từ 11 lên 16%, vàng tăng từ 15 lên 22%, wolfram, antimon tăng từ 10% lên 18%, đồng tăng từ 10 lên 15%, niken tăng từ 10 lên 12%, đất làm gạch tăng từ 7 lên 10%, cát tăng từ 10 lên 11%, đá sỏi tăng từ 6 lên 7%, apatit tăng từ 3 lên 5%, than tăng từ 5 lên 7%, lên tương ứng là 7 đến 9%. Các nhóm tài nguyên không điều chỉnh thuế suất gồm nhóm sản phẩm của rừng tự nhiên, nhóm hải sản tự nhiên, nhóm yến xào thiên nhiên, nhóm dầu thô và khí thiên nhiên, khí than. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế hiện nay, Chính phủ cần nghiên cứu cân nhắc đối với việc tăng mức thuế suất tài nguyên. Nếu có tăng, Chính phủ cần xem xét mức tăng hợp lý, tránh gây sốc thị trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần có đánh giá sâu về việc tăng mức thuế suất tài nguyên tác động như thế nào đến đời sống người dân ở các vùng có khoáng sản, các địa phương có khoáng sản, doanh nghiệp khai thác khoáng sản, việc đàm phán các hiệp định song phương và đa phương với quốc tế.
Các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu chuẩn bị thêm để trình lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp sau, trong đó cần nhấn mạnh quan điểm không khuyến khích khai thác và xuất khẩu thô tài nguyên khoáng sản. Cũng trong buổi sáng, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống kho bạc nhà nước giai đoạn 2009-2013 và đề xuất phương án cơ chế quản lý và biên chế của kho bạc nhà nước từ năm 2014. Đây cũng là nội dung kết thúc phiên họp 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo vai trò của quản trị nhân lực trong tái cấu trúc doanh nghiệp. Đây được xem là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm được những nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của mình. Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng đầu năm 2013, cả nước có trên 34.000 doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ tính riêng trong tháng 7, cả nước có 852 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể. Vì vậy, nhiều chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, chính tại thời điểm khó khăn này, quá trình tái cấu trúc nguồn nhân lực nên tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực nội tại, tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng lại đội ngũ, cắt giảm những nhân sự không còn phù hợp để giảm bớt gánh nặng chi phí. Cái nguồn nhân lực mà anh không có chất lượng thì nó sẽ làm cho cái sản xuất là nó có thể là cái tốc độ nó phát triển rất chậm. Cái thứ hai là cái chất lượng sản phẩm là nó sẽ không được nâng cao. Thế cho nên là trong tất cả các cái chiến lược mà sản xuất của doanh nghiệp hiện nay, người ta đều quan tâm rất lớn đến cái tái cấu trúc cái nguồn nhân lực này. Theo các chuyên gia, tái cấu trúc nhân lực là điều quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp, nhưng cũng cần phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản. Đây không chỉ là cơ hội thích hợp để các doanh nghiệp dành nhiều thời gian hơn để học tập và nâng cao quản trị doanh nghiệp. Những doanh nghiệp biết tái cơ cấu nguồn lực tốt sẽ tìm kiếm được nhiều thành công hơn khi nền kinh tế đi vào ổn định. Vào sáng nay, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khai trương hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, nền tảng cho việc xây dựng chính quyền điện tử. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng bao gồm 4 hạng mục: mạng đô thị, trung tâm dữ liệu, hệ thống kết nối không dây, trung tâm đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống này được thiết kế nhằm đảm bảo khả năng kết nối, tính thống nhất về kiến trúc công nghệ, kiến trúc thông tin, bảo mật, làm nền tảng cho các ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền trong việc quản lý mạng lưới giao thông đô thị, phòng cháy chữa cháy, giám sát cảnh báo ô nhiễm, quản lý chất lượng nước, phòng chống thiên tai. Với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông được đầu tư, Đà Nẵng đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện cải cách hành chính công, phù hợp với chủ trương xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Sử dụng giấy sách vở, giấy photocopy có độ trắng cao sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt. Người dân nên dùng giấy có độ trắng thấp khoảng 75% ISO, tức là có ngả màu vàng. Đây là khẳng định của các nhà nghiên cứu đưa ra tại hội thảo sử dụng giấy độ trắng thấp để bảo vệ sức khỏe và môi trường diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Theo tâm lý người tiêu dùng, giấy trắng tinh sẽ là giấy tốt. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi đồng tử trước và sau khi đọc hết hai trang giấy ở mẫu giấy có độ trắng 82-84% ISO là lớn nhất. Đối với học sinh, trong các mẫu giấy đã đem thử nghiệm, độ trắng phù hợp đối với thị lực là độ trắng 73-75%. Vì thế, sử dụng giấy có độ trắng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và thị lực. Giấy trắng tinh thì nghĩ rằng là trắng tinh như thế là tốt. Giấy trắng mực đen trông thì rõ lắm. Nhưng có một cái điều mà người ta ít ai để ý đến, tức là với giấy trắng tinh, giấy có độ trắng cao như vậy thì nếu đọc lướt qua thì trông rõ thật, đẹp thật, nhưng nếu mà đọc lâu, đọc suốt cả buổi cả ngày thì mắt nó sẽ bị mỏi. Cho nên đã đến lúc của chúng ta phải nghiên cứu cái độ trắng phù hợp nhất cho giấy vở học sinh. Theo tôi thì đứng về phía người tiêu dùng ấy, thì một là chúng ta cũng không nên chạy theo cái giấy trắng có độ trắng cao. Bởi lẽ một nó đắt hơn rất nhiều. Quá trình sản xuất người ta phải thêm công đoạn, thêm hóa chất để làm trắng. Nó làm cho thành đội lên. Thì đương nhiên mình bỏ một cái khoản tiền đắt hơn. Mà cuối cùng bản chất nó vẫn chỉ là giấy thôi. Tức là giá trị sử dụng là ngang nhau. Nhưng mà mình bỏ thêm một khoản tiền không cần thiết. Và đặc biệt là nó có hại cho cái mắt của mình. Giá thành của giấy có độ trắng cao bao giờ cũng đắt hơn giấy có độ trắng thấp.
chi phí để làm ra giấy có độ trắng cao cũng đắt hơn bởi vì phải sử dụng nhiều công nghệ và hóa chất hơn. Muốn làm giấy có độ trắng cao phải dùng một lượng lớn hóa chất tẩy trắng và nước thải từ quá trình tẩy trắng đã làm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, ngoài ý nghĩa về mặt y học và bảo vệ đôi mắt cho người tiêu dùng, việc sử dụng giấy có độ trắng thấp còn có ý nghĩa lớn đến việc bảo vệ môi trường. Để làm được giấy có độ trắng cao thì người ta phải dùng trong công nghệ sản xuất giấy thì người ta phải dùng cái chất tẩy rất nhiều. Thế sau khi cái quá trình sản xuất giấy thì cái chất thải ra môi trường nó cũng sẽ lẫn nhiều, rất nhiều các cái chất độc hại. Giấy nhập ngoại chúng ta đang là nhập vào là giấy mà có độ trắng rất cao. Và như các bạn biết thì sản xuất giấy độ trắng cao thì ngoài cái việc là cái chi phí sản xuất nó lớn hơn và nó cũng có tác động đến môi trường và cũng có nguy cơ tác động đến sức khỏe của người tiêu dùng. Những năm gần đây, công nghiệp giấy ở Việt Nam khá phát triển, giấy có đủ loại với các độ trắng cao, vẫn có xu hướng lựa chọn giấy có độ trắng cao cũng là một trong những khó khăn đối với các nhà sản xuất giấy có độ trắng thấp trong nước. Hiện nay đang cái khó nhất của chúng ta là người tiêu dùng vì cái nhận thức của mình nó chưa đúng đắn, cho nên vẫn yêu cầu các cái nhà sản xuất là phải cung cấp những cái mặt hàng giấy có độ trắng cao hoặc là rất cao. Đấy là cái khó của các nhà sản xuất Việt Nam hiện nay. Bằng những chứng minh khoa học cho thấy, người tiêu dùng nên thay đổi nhận thức để sử dụng sản phẩm giấy an toàn đối với sức khỏe của bản thân và con em mình. Còn đối với các nhà sản xuất giấy trong nước thì việc sản xuất ra những sản phẩm giấy an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường là một trách nhiệm quan trọng. Vào khoảng 4 giờ sáng nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại khu hành chính của công ty Bonchen Việt Nam, đóng tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Điều đáng nói đây là vụ cháy thứ hai xảy ra tại công ty này trong vòng 3 tháng qua. Theo thông tin ban đầu, nhóm công nhân làm việc K3 của công ty Bonchen vừa rời khỏi xưởng thì phát hiện lửa bốc cháy từ khu nhà hành chính của công ty. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao phủ toàn bộ dãy nhà. Mặc dù có lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhiều công nhân nỗ lực dập lửa, nhưng do cháy quá lớn nên việc chữa cháy không hiệu quả. Tiếp đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân và khu công nghiệp Tân Tạo nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Từ những xác định ban đầu, chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã khẩn cấp yêu cầu sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố chi viện thêm xe cứu hỏa đến hiện trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bonchen Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng giày thể thao xuất khẩu, mặt hàng may mặc.